Mẹ chúng mày chứ bây giờ còn lùa cho cửa táo đi bỏ phiếu à? Biết mẹ chúng mày chứ bằng này bây giờ mà đến lùa chúng táo đi bỏ phiếu à? Bỏ phiếu là quyền của chúng táo, còn mày biết mẹ chúng mày. Chúng mày đến đây đến ý, sai bỏ phiếu à? Cô chỉ đến đưa ông thôi anh ạ. Địt mẹ chúng mày nhá, ông chúng mày lời dùng cái làm đưa bỏ người đánh gần đâu đánh Mỹ đó cũng mày rồi. Con anh Hải cái mày ở cổ nhà mà đi địt mẹ chúng mày. Tại con này đi luôn chúng tao đi bỏ phiếu à? Các đảng cộng sản chúng mày à? Chúng mày anh cá này chúng tao có thể lấy con cổ nhà bỏ đất mà đi con đến bám chặt đến đây à? Vô liêm sỉ thế. Địt mẹ chúng mày con mang hồ sơ con mang hộ chiếu đến đấy à? Con mang hộ chiếu đỡ mặt ra đây xem nào. Chúng mày có tư cách gì đâu, chúng mày hành hào cái thể đâu, chỉ những mấy tuổi đâu không nói em rồi chúng mày đến đấy là con bự ống con luôn đi bỏ phiếu cả. Địt mẹ chúng mày cái bọn cộng sản chúng mày trong ác đấy, vô liêm sỉ đấy, gõ cửa cả buổi mình nghe gõ cửa cả tiếng đồng hồ mình biết là mình chảy đá ngay. Địt mẹ chúng mày lùa táo đi bỏ phiếu à? Lua ông đi bỏ phiếu à? Ông ba trai trên năm đẹp trong nhà đây lua đi bỏ phiếu à? Bỏ phiếu là quyền của công dân, như vậy là nghĩa vụ đâu. Mà chúng mày lua, chúng mày bắt ông làm con tin à? Cả cuộc đời chúng mày hay nhà ông rồi xuống máu của ông đổ đá, chúng mày cướp thế, cướp nhà, cướp đất của ông, cướp ban đồ rồi. Giờ đâu ông bao nhiêu 110 xe 4 để hay nhà. Địch mẹ chúng mày đến đấy mà cứ làm như thế, con cháu chúng mày sẽ đánh bạc những cái việc chúng mày làm. Ông trời cũng ai chúng mày đâu. Gõ cửa cả tao một cả một tiếng rồi để mà hành hạ người ta để mà phải ra để mà đi mua bỏ phiếu à? Con không cút đi con ngồi đứng đấy làm gì?